thằng Hiệp Thiện viết bài về ngũ quản đang lên rất dữ liệu tự do dùm anh. Cái khúc này anh nói rồi mà, chứng tỏ là anh Tony bỏ bỏ sót nè, bỏ sót bên VTV ấy. Anh nói lâu rồi, tức là sao hồi cái thời đỉnh cõi á thì cái dân mà Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Tính, Quảng Nam, Quảng Ngãi đó, nguyên cái khúc đó ngũ quản dân cái khúc đó, đó bắt đầu á, bờ cõi của đàn trong á là mở ra tới đâu thì họ di cư theo tới đó, họ di cư theo đó, tức là đất của nhà Nguyễn rộng ra tới đâu thì họ di cư tới đó, họ di cư tới đâu thì họ sống chung với những cái sắc tộc bản địa đó, thì họ tạo nên cái cộng đồng đó. Thì cái văn hóa ngũ quản, cái lời ăn tiếng nói, lời ca tiếng hát của ngũ quản là nó là cái chất và cái gốc của nó là của người Chăm. Cái giọng mà của người ngũ quản là giọng Chăm mà, nhã nhạc cung đình Huế, đỉnh cao nghệ thuật của triều đình Huế là lấy ngũ âm Chăm để làm bổn sắc, tức là nhạc ngũ âm của người Chăm là bổn sắc của nhã nhạc cung đình Huế. Mấy thằng cha nghiên cứu nhạc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là mấy thằng giáo sư tiến sĩ bất kỳ này, nó thứ nhất nó biết nhưng mà nó xạo để nó bôi xóa, nó chê chét quảng cáo của mình. Thứ hai nó không biết, nó nói nó càng nó nói, nhã nhạc cung đình Huế là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của nhà Nguyễn, nhà triều đình Huế, không, đó là một sáng tạo nhưng mà nó đậm đà bản sắc Chăm chứ không phải đặc sắc. Đặc sắc tức là của riêng triều đình Huế thôi, không của ai hết. Còn cái này là nó mang bổn sắc của nhạc ngũ âm người Chăm, người Chàm nó mới ra cái nhạc đó. Thì cái âm nói, cái giọng lời ăn tiếng nói cũng vậy, của người ngũ quản họ ảnh hưởng âm sắc của người Chàm, thành ra họ di cư tới đâu họ đem cái giọng nói đi tới đó, họ đem cái lời ăn tiếng hát đi tới đó. Chính vì vậy các anh chị mình thấy là có những cái yếu tố ngôn ngữ cổ xưa, những cái chữ cổ xưa tú ở trong miền Cà Mau xài thì ở ngoài xứ Quảng họ xài. Thì Cà Mau xứ Quảng hồi xưa liên lạc bằng gì, đánh dây thép nói chuyện với nhau, ê tao dạy cho mày cái chữ này nè, mày nói cái chữ này nha ở trong Cà Mau nè, ok anh dạy chữ gì tôi nói chữ đó vậy nè, không phải như vậy. Họ di cư, họ đem theo văn hóa lời ăn tiếng nói tràn vô thì ảnh hưởng giao thoa, ảnh hưởng giao thoa mình là xứ đa văn hóa mà, thì riết rồi có những cái yếu tố ngôn ngữ lời ăn tiếng nói, những khái niệm, những cái bổn sắc văn hóa nữa, nó trải đều khắp đất Nam Kỳ. Thì cái công của người ngũ quản vô cùng lớn trong đất Nam Kỳ đằng trong, nhưng mà trong lịch sử của tụi cộng sản, tụi Bắc Kỳ là không bao giờ có, không bao giờ nó ghi, không bao giờ nó nói. Tại sao các bạn biết không? Tại vì việc mẹ cái xứ đó chó đá gà ăn sỏi, cái xứ đó chỉ theo cách mạng Hồ Chí Minh ra nó mới ngóc đầu lên nổi, chứ còn trước giờ là cái xứ đó là chẳng có nên thể thống gì, nó coi thường các anh chị. Bắc Kỳ nó khinh miệt xứ xứ Duyên Hải gì lắm, nó xứ khinh miệt người Chăm Ba, nó khinh miệt dân ngũ quản dữ lắm. Nhưng mà tận gọi là thẩm sâu trong cái đáy lòng của Bắc Kỳ, tại sao mà nó khinh miệt dân ngũ quản với dân Chăm Ba các bạn biết không? Anh chị biết ngũ quản khác lưỡng quản nha, lưỡng quản là người Minh Hương á nha, bây giờ là Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông mà có một phần của Đài Loan đó nha. Quảng Châu Loan hôm rồi mình có coi cái lãnh thổ hải ngoại, cái đảo nhỏ xíu của Đông Dương nằm bánh nhớ không, nhớ không, tiếp bơm sai diễn nhớ không. À, anh chế bà chế bàn hay chế băng đó, tôi phái gọi người Chàm hơn người Chăm. Cảm ơn anh, tôi cũng phái gọi người người Chàm hơn mà. Biết sao, có một số anh chị em tôi gọi người Chàm họ không hiểu, gọi người Chăm họ mới hiểu, tại vì tụi gì cộng nó dạy đấy, tụi Bắc Kỳ nó dạy đấy, mình bị ngu ngu. Thành ra mình phải nói cả hai gì đó cho người ta hiểu, à cái đó là một, từ từ mình bớt bỏ ha, mình bớt bỏ, mai mốt mình có Hàn Lâm Viện Nam Kỳ đó mình sẽ bỏ cái chữ người Chăm đi, người Chàm, người Chàm đó là tên đúng sắc tộc của họ ha. Giống như mình là mấy thằng Dùn, mấy thằng Dùn tên đúng của mình là Dùn, còn mấy thằng kia là mấy thằng Kinh, mấy thằng Kinh Kinh Trại và Kinh Việt, còn mình là Dùn, không có Việt vờ, cái âm vờ đó là nó không có trong 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 âm của mấy thằng Dùn. Dùn là âm vợ, Việt 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 là vậy đó. Thằng ra ngoài kia nó nói mày là người người Việt Nam, mình nói, ủa tao dạy Việt Nam hả, cái nó không Việt Việt, tại vì giống dĩ mình Dùn thì ra mình có âm âm vờ không, có, nhưng mà mình không không phát âm vờ nha. Thành ra khi hát á, khi hát á, bạn hát hay gặp chữ vờ chẳng hạn như và đi, và đi thì bạn hát và là nó chặt lắc, à nó không có trúng người Nam Kỳ, mà hát dạ thì nghe nó nghe nghe sơ sơ thì là ồ đúng đúng Nam Kỳ, nhưng thì cũng không trúng luôn, không trúng luôn, mà khỏi phải gọi là già, phải mím môi lại già, giới vui vui á, vui chứ không phải vui, vui là Bắc Kỳ, già giới vui vậy mím môi lại mới nói thế, giờ cái tội kia là tội kinh Việt ha, chứ kinh Việt 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 vậy là nghe thì đúng đó, nhưng mà khi phát âm đúng là phải mím môi Việt già giới vui vậy. Tập từ từ nó sẽ quen, tập từ từ là nói đúng, hồi xưa ông bà mình nói sao vậy ha. Thì người Dồn, người Chàm, người Miên, người người Hoa, người Minh Hương ấy, nha, người Ê Đê, người Gia Lai, người Xê Đăng chẳng hạn vậy, nó đều có tên của sắc tộc mình hết, nhưng mà tụi Bắc Kỳ sửa sửa cho nó gọi là cho người ta quên hết á, không nhớ gốc tích của mình. Rồi tiếp tục nhớ câu hỏi tôi mới vừa đặt ra nha, tại sao Bắc Kỳ nó lại thù ghét dân dân Chàm với dân Ngũ Quản dữ vậy, nó miệt thị nó khinh, nhưng mà thật ra nó miệt thị nó khinh là trong trong bụng của nó rất là thù ghét, nó có lý do tại sao.
chị cho ông Bích, dân Việt Nam Cộng Hòa thứ thiệt ở hải ngoại còn nhiều không anh em, lo lắng quá nếu họ quay lưng lại với nước, vậy dân trong nước như tụi em phải trông chờ vô ai đây? Còn trông chờ vô ai nữa, trông chờ vô chính mình, trông chờ vô tụi mình, tự tự trông chờ vô mình đi. Đợi gọi là cái đám hải ngoại mà nó hồi chắc, nó thức tỉnh, nó quay về với quốc gia, quay về với tiền nhân ông bà, trời ơi nó mục xương, nó lâu lắm. Các bạn biết tại sao không? Tại sao biết không? Có, nhưng mà nó lâu lắm, nó lâu lắm mà mình đợi không được đâu, đợi bị diệt chủng đó. Các bạn biết tại sao nó lâu không? Ngộ nè, dân bị cộng sản cai trị á, vậy mà dễ thức tỉnh, dễ hồi chánh hơn trên Việt Nam Cộng Hòa. Ừ, trả lời lẹ lắm. Đám hải ngoại mà đấu tranh dân chủ quơ cờ xin Việt Nam Cộng Hòa hầu hết là ba kia, mà ba kia mà kêu nó hồi chánh quay về với Nam Kỳ đi, trời ơi.